Trước hết, xin Thiếu tướng có thể nói khái quát sơ lược về tình hình nội trì và đối ngoại trong 2 năm chấp chính trong vai trò Thủ tướng Chính phủ. Sau khi mà ông Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tức là vào năm 63, cho tới lúc tôi nhận lãnh trách nhiệm thành lập chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 1965, thì trong thời điểm 2 năm đó, có thể nói là ở miền Nam Việt Nam nó đã xảy ra một cái tình trạng rối loạn một cách kinh khủng. Chúng ta thấy rằng ở thời điểm đó nó đã có những sự tranh chấp trong quân đội, nó có những sự tranh chấp giữa các đảng phái chính trị, rồi nó cũng có cả những sự đụng chạm giữa các tôn giáo. Nói tóm lại, từ trong 2 năm 63 tới 65, cái tình trạng rối loạn ở miền Nam nó ghê gớm. Và sau này với những tài liệu mặt của người Mỹ đó, thì ở thời điểm đó người Mỹ đã tính rút lui ra khỏi Việt Nam rồi. Trước những tình trạng gọi là cá mè một lứa và rối loạn như vậy, thì một số cố vấn Mỹ của ông Tổng thống Mỹ, họ đã bàn tới hai giải pháp, hai con đường trước tình trạng đó. Một là rút ra khỏi Việt Nam ngay từ 65. Hai, họ dùng cái chữ Mỹ gọi là take over luôn, không cần một chính phủ miền Nam Việt Nam nữa. Họ nghĩ rằng cái người Việt ở miền Nam không đủ trí tuệ và hiểu biết để mà đoàn kết, để mà thành lập một cái chính phủ mà thống nhất đoàn kết ở miền Nam để mà có thể đối đầu với sự cái xâm lăng của miền Bắc. Thì họ nghĩ rằng người Mỹ nắm quyền lãnh đạo cuộc chiến ở miền Nam luôn. Thế rồi như tôi vừa nói, nó có cả sự tranh chấp và khác biệt trong quân đội. Thứ nhất là giữa những giai cấp tướng lãnh mà lớn tuổi, phần lớn là đã xuất thân từ quân đội Tây đấy, gồm những nhóm như ông Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính, đại khái như vậy. Tức là tất cả những tướng lãnh gọi là công thần của ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, là họ là thuộc một thế hệ và một giới với nhau. Thì sau khi mà đã được Mỹ thúc đẩy và cố vấn để làm cuộc đảo chính hay là làm một cái mà họ là cuộc cách mạng để lật đổ cái chính thể của ông Ngô Đình Diệm, thì cái nhóm tướng lãnh đó là tự họ lại cũng vì quyền vì lợi mà họ mà đã để xảy ra những sự tranh chấp. Thì thành hết chỉnh lý nội bộ, rồi tới ôi nó cứ loạn hết cả lên. Lúc thì ông Khánh xuống, rồi lúc thì ông lại Dương Văn Minh lên, rồi lúc thì như các quý vị đã biết đấy, là thuộc về những người quân đội mà đã đi trước lớn tuổi. Thế thì cùng một lúc có những người quân đội trẻ hơn, những ông đại tá Tồn, ông đại tá Nghĩa và một số nữa, thì những ông trẻ mà cấp đại tá quân đội lúc đó thì họ lại có dính dáng với một vài đảng phái chính trị. Thế là
họ họ lại bị xúi đẩy, rồi họ cũng lại tự họ với một số ít quân trong tay, một tiểu đoàn thiết giáp, một vài trung đoàn, thì họ cũng lại tạo ra những cái cuộc binh biến, những cuộc đảo chính. Vì thế trong hai năm đó, chỉnh lý này, rồi lật đổ này, rồi ông trung tướng Dương Văn Đức này, của tư lệnh quân đoàn 4 này, làm cuộc đảo chính này, rồi sau đó ông trung tướng Lâm Văn Phát này, với Phạm Ngọc Thảo này, cũng làm đảo chính này. Rồi có lúc thì chính phủ hoàn toàn quân nhân, rồi đứng không vững được thì lại phải mời mấy ông chính trị lại thành lập những chính phủ gọi là quân dân hỗn hợp, để rồi cuối cùng trước khi tôi được giao phó để thành lập chính phủ, tức là vào khoảng cái tháng 6 của năm 65, thì cái chính phủ lúc đó là cái chính phủ hoàn toàn dân sự, là không có sự tham tránh của mấy người quân đội nữa. Hoàn toàn dân sự có nghĩa là ông quốc trưởng lúc đó là ông Phan Khắc Xỉn, và thủ tướng là ông Phan Huy Quát. Là hai ông này, như chúng ta đã biết, là lớn tuổi và cũng là những người chính trị gia có tên có tuổi ở miền Nam lúc đó. Ông cụ Xỉu thì thuộc về miền Nam, còn ông Phan Huy Quát thuộc Đảng Đại Việt ở miền Trung và miền Bắc. Thì lúc đó cái tháng 6 của năm 65 đó, thì cái chính phủ ở miền Nam là hoàn toàn một chính phủ dân sự. Có thể bởi vì mấy ông quân đội đó, ông ấy dính vào đảo chính rồi, rồi cũng bị người Mỹ chống đối nhiều quá. Và rồi tình trạng càng ngày càng khó khăn, rối beng cả lên. Thành ra cũng không ai dám còn nghĩ tới cái chuyện tranh giành nhau nữa. Thì tướng lãnh và quân đội thì gần như là thôi đi trở về quân đội để giữ công tác đánh giặc thôi. Không có còn dính vào chính trị nhiều như lúc trước nữa. Thế phía quân đội thì còn lại một số, lúc đó có nổi lên một số mà báo chí ngoại quốc đó, nó gọi là những người dân tuyệt đó, yên tức là những người con hổ trẻ đại khái như vậy. Như là thiếu tướng này. Thì trong cái đám gọi là tướng trẻ đó, thì lúc đó thì gồm có một số, phần lớn là các tư lệnh các quân binh chủng chiến đấu, như là tư lệnh thủy quân lục chiến lúc đó là tôi, rồi tư lệnh hải quân lúc đó là ông Trung Đề Đốc Trung Tấn Cang, rồi tư lệnh nhảy dù là ông Nguyễn Chánh Thi, rồi thủy quân lục chiến là ông Lê Nguyên Khang, rồi một vài ông tướng lãnh trẻ mà cũng có khả năng ở bộ tổng tham mưu, như là ông Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Đức Thắng. Đại khái là một số độ mười mấy anh em, trong đó có cả ông Cao Văn Viên đó, lúc đó cũng chưa lên làm đại tướng tổng tham mưu trưởng. Thì có thể nói rằng cái đám tướng lãnh trẻ của tụi tôi lúc đó, trẻ là bởi vì tuổi tác trẻ thiệt, thứ nhì nữa là tụi tôi giữ nắm quyền những cái quân chủng mà có chiến đấu thật sự, chứ không phải là những anh lính văn phòng. Nhưng mà đặc biệt là chúng tôi không có dính tới chính trị. Và chúng tôi chống lại những cái gọi là cứ vì mưu toan chính trị mà gây rối loạn ở trong miền Nam đây. Thế thì khi mà ông Quát và ông Xỉu thành lập chính phủ, thì chúng tôi cũng không có dính gì tới họ cả. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi, thì lại có sự lùng củng chính giữa hai ông đó, giữa hai ông dân sự đó. Thì đại khái những chuyện ông thủ tướng muốn làm, mà ngay cả bổ nhiệm một nhân viên nào đó, thì cũng phải cần tới cái
cái chữ ký của ông quốc trưởng, thì ông quốc trưởng ông lại không ký. Và chắc còn nhiều chuyện lẩm cẩm giữa hai người, có thể vì ở địa phương khác nhau hoặc là đảng chính trị khác nhau, thành ra cái cuộc hôn nhân nó cuối cùng rồi nó cũng phải tan vỡ. Thì tôi còn nhớ là cái đêm hôm đó vào khoảng hình như ngày 12, 11 tháng 6 năm 65, thì chúng tôi tức là những tướng lãnh của hội đồng quân lực ấy, được giấy mời của được giấy hoặc là điện thoại của ông thủ tướng ông Phan Huy Quát vào khoảng 8-9 giờ đêm mời lên họp ở dinh thủ tướng, tức là ở số 7 Thống Nhất bây giờ. Thì có những tướng lãnh ở xa không về được, thì thành ra tôi ở Sài Gòn, thành tôi có tới họp cùng với ông Thiệu và một số tướng lãnh khác. Thì khi tới phòng thủ tướng thì chúng tôi được ông thủ tướng Phan Huy Quát cho biết rằng họ mời chúng tôi tới, mời quân đội tới để mà họ báo cáo với quân đội là cả hai ông, tức là chính phủ dân sự, xin từ chức và trao nhiệm vụ lại cho quân đội. Tôi muốn nói rõ ràng như vậy. Là bởi trong lời giới thiệu lúc nãy anh có nói là hội đồng quân đội hay là quân đội nhận mình nhiệm vụ cho quốc dân nhận, nhưng mà giờ bởi vì trước đó có nhiều trận như chúng ta vừa nói là ông quân đội là ông cứ tranh giành, ông đảo chính để chỉnh lý để ông lấy cái quyền lực đó. Thành ra cho tới bây giờ nhiều người, ngay cả những dư luận ngoại quốc đó, khi nói về chuyện tôi lên nhậm chức thủ tướng ấy, thì nó cũng họ cũng nói rằng là sau một cuộc binh biến. Tôi muốn nói rõ, tuy là nhỏ nhưng mà để cho thấy rằng tôi không phải thuộc những thành phần quân đội trước tôi là dùng binh khí, dùng vũ lực để đảo chính, để chỉnh lý, để mà giành giật cái chức thủ tướng đó. Đấy. Phải nó nhỏ nhưng mà nó rõ rệt lắm. Lịch sử phải rõ ràng như vậy. Phải hiểu rõ tại làm sao mà tôi lại ngồi ở chức cương vị đó. Một người không có một tí gọi là background, không tí dĩ vãng hay là kinh nghiệm gì về chính trị cả. Một người không bao giờ thích làm chính trị, có thể nói ghét chính trị nữa. Nhưng mà tại làm sao lại tự nhiên ở trong một giai đoạn khó khăn như vậy mà tự nhiên lại trở thành thủ tướng của miền Nam? Là bởi vì sau khi tất cả những ông gọi là có tên có tuổi của quân đội lẫn chính trị đã thử thách trong 2 năm trời sau khi lật đổ ông Diệm, thì nhóm nào ông nào cũng thất bại hết. Thất bại trong việc tạo thành lập một chính phủ gọi là vững chắc và giữ được ổn định và đoàn kết của miền Nam để mà tiếp tục cuộc chiến đấu có hiệu quả với sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Thế thì cái đêm hôm đó, khi chúng tôi lên rồi, ông quốc trưởng, ông thủ tướng đều tuyên bố rằng chúng tôi từ chức và bây giờ trao lại cho quân đội. Thì khởi đi, tôi nhớ là chính tôi cũng cùng một số anh em xuống lại khuyên can các ông ấy, và thôi các quý vị có cái gì không bằng làm nhau nhỉ, không thì chịu khó ngồi lại rồi bàn thảo với nhau rồi tiếp tục ngồi lại đi, chứ chúng tôi cũng chán chính trị lắm rồi, chúng tôi muốn để toàn thời gian vào trong việc chiến đấu ngoài mặt trận. Nhưng nói thì nó lại hòa cho tới 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, hai ông nhất định. Nhất là ông thủ tướng. Dạ không, nhất định. Thế là ông gần 11 giờ, 12 giờ đêm thì đó,
ông ấy bảo cái người văn phòng của ông đưa ra cái thâu thanh, cái băng ghi âm đó. Thế là hai ông ấy đọc cái bản tuyên ngôn từ chức và giao lại cho quân đội. Thế là tới tới đó thì chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa cả. Thế là chúng tôi bảo nhau như vậy thì đấy, bây giờ bên chính trị và dân sự họ trao lại cho mình rồi đó, thì bây giờ quân đội ngày mai phải, chúng ta ngày mai họp lại đi để bàn chuyện này. Thưa Thiếu tướng, chúng tôi muốn hỏi Thiếu tướng là đang từng là một quân nhân chuyên nghiệp, và cũng có một số người, người ta nói là Thiếu tướng chưa có kinh nghiệm gì về trên chiến trường cả, thì Thiếu tướng gặp khó khăn gì khi mà được hội đồng lãnh đạo quốc gia tiến cử ra nhiệm giữ chức là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương trong giai đoạn đó, và cái chức vụ đó là giống như là thủ tướng chính phủ của các nước, thì xin Thiếu tướng cho biết là có gặp những cái trở ngại gì không? Nói về cái trách nhiệm hay là cái cương vị của thủ tướng đó, cũng như cái nội các chiến tranh đó, thì thứ nhất á, tôi muốn quay lại một chút của thời gian để làm sáng tỏ một vài cái nhận định có thể nói không đúng hoặc sai lầm của một số dư luận, là họ nghĩ rằng là tôi cũng như là các cái người quân đội lúc trước là cũng lên nắm quyền là qua những cuộc đảo chính, dẹp người này đảo chính ông kia để rồi mình lên mình nắm lấy cái chức thủ tướng. Thì cái chuyện đó trong trường hợp tôi là không đúng. Vì vậy tôi muốn quay lại một chút để nói về cái tình trạng chính trị ở miền Nam Việt Nam cái thời điểm đó, tức là vào khoảng năm 65. Thì chúng ta để hiểu rằng ông Tổng thống Diệm bị lật đổ năm 1963. Thì trong 2 năm từ 63 cho tới 65, tức là cho tới ngày 19 tháng 6 65 khi tôi chính thức ra trình diện nội các chiến tranh đó, thì trong khoảng cái thời gian 2 năm như vậy thì miền Nam Việt Nam, tình hình chính trị ở miền Nam có thể nói là rất là rối loạn, bởi vì những sự tranh chấp trong nội bộ của rất nhiều thành phần ở miền Nam Việt Nam, sự tranh chấp giữa các tôn giáo, rồi giữa các đảng phái chính trị, và ngay cả giữa những thành phần quân đội. Về tôn giáo thì chúng ta thấy rằng lúc đó là Phật giáo vẫn tiếp tục cái đà mà gọi là tranh đấu như đã tranh đấu dưới thời dưới chế độ của Ngô Đình Diệm. Và bây giờ họ tức là những thành phần mà gọi là lãnh đạo của Phật giáo mà cầm đầu là ông Chí Quang, thì có thể nói rằng là đối với họ như là thừa thắng xông lên. Sau khi mà đã ông Liệm bị lật đổ rồi, Phật giáo ở Việt Nam đối với thế giới họ nhìn thấy như là một cái lực lượng chính trị, nghĩa là khống chế chính quyền miền Nam mạnh mẽ kinh khủng lắm ở miền Nam Việt Nam. Cái người lãnh tụ là ông Chí Quang đã được cả báo chí Mỹ mà đưa lên hình bìa của những tờ Time, magazine Newsweek, và họ gọi ông ta là một người đã làm rung chuyển toàn cầu, là một ông thượng tọa như vậy. Thì chúng ta đủ hiểu rằng cái lực lượng gọi là Phật giáo ở trong thế chính trị miền Nam lúc đó nó ghê gớm đến như thế nào. Và tất nhiên là chưa công khai, nhưng mà mặc nhiên là có sự
khác biệt hay đối đầu giữa hai cái tôn giáo lớn ở Việt Nam, miền Nam lúc đó là ông Công giáo và ông Phật giáo. Cái đấy là nói về tôn giáo. Còn đảng phái thì chúng cũng như là những lúc trước, chúng đây cũng chẳng phải có gì là mới lạ cả. Thì cũng là các ông đảng là ông nào cũng là nhất hết, không có ông nào mà chịu ông nào hết, là vẫn là tranh chấp để quyền lực. Thế quân đội thì còn tệ hại hơn nữa. Giữa các ông gọi là, mà tôi đã nói gọi là giữa các ông tướng già, những nhóm ông Khánh, nhóm ông Minh, ở giữa có những nhóm của ông Thiệu, ông Khiêm, rồi lại thêm một vài các ông quân đội mà cũng đi theo đảng đó, kiểu như những ông Tồn, ông Nghĩa, chẳng hạn như mấy ông đại tá mà có quân, có xe tăng, tàu bò, thì lại cũng đi theo mấy đảng của ông Đại Việt, Nguyễn Ngọc Huy, nghĩa là nó lung tung. Thành ra chúng ta nhìn thấy trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đó, mà miền Nam Việt Nam thì có đâu đến 5-6 cuộc chỉnh lý, rồi đảo chính, rồi như 7-8 cái chính phủ được thay phiên nhau thành lập, xong rồi lại bị lật đổ. Có ông thì ngồi được vài ba tháng, có ông thì có vài ba tuần. Thế đến cái chính phủ chót mà trước khi mà tôi được chỉ định để thay thế đó, thì đó là một cái chính phủ hoàn toàn dân sự, không có quân đội tham gia nữa. Bởi vì lúc đó những cái ông gọi là tướng lãnh mà già như nhóm ông Minh, ông Khánh thì đã bị loại hết rồi. Thì lúc đó quân đội đã trao lại cái quyền cho bên dân sự. Thì cũng là một cái chính phủ có thể nói là đoàn kết tập hợp giữa hai đảng. Một đảng là do ông Phan Huy Quát, bác sĩ Phan Huy Quát, tức là một đảng Đại Việt quan lại gì đó. Còn một ông nữa là ông Phan Khắc Chiều, và cương vị gọi là như là quốc trưởng đó, thì là thuộc về cái đảng chính trị nào của miền Nam. Thế nhưng mà rồi một thời gian rất ngắn sau thì giữa hai ông nó cũng chẳng ông nào mà thỏa thuận. Cứ ông này làm chuyện này thì ông kia lại chống. Ông thủ tướng làm một chuyện thì ông quốc trưởng chống. Quốc trưởng định làm một chuyện thì ông thủ tướng chống. Thế cho nên tới một đêm đẹp trời, một đêm tôi đang ở nhà này, thì lúc đó là tôi đã là thiếu tướng, tư lệnh với quân chủng không quân rồi. Thì mặc nhiên là tướng lãnh, thì tôi cũng nằm ở trong cái thành viên của cái hội đồng quân lực của quân đội. Thì cái buổi đêm hôm đó thì tôi được nhận được giấy mời của ông thủ tướng. Ông mời lên chỗ văn phòng thủ tướng, lúc đó tôi còn nhớ là đang tạm đóng đô ở số 7 đường Thống Nhất. Thì họ mời lên họp gấp, thì họp khẩn, thì tôi cũng đi tới dự. Thì tới nơi thì thấy có ông quốc trưởng Phan Khắc Chiều, thủ tướng Phan Huy Quát, rồi các tướng lãnh, có một số ở Sài Gòn có mặt như ông Thiệu, rồi một vài anh em nữa. Thì tới nơi đó thì sau khi ông thủ tướng Quát ông mới nói, thì chúng tôi mới biết là cái lý do buổi họp khẩn cấp cái đêm hôm đó là cái gì. Thì vấn đề là ông Phan Huy Quát, ông mời quân đội tới để ông ấy nói rằng ông ấy và ông Phan Khắc Xỉu, quốc trưởng, không thể nào tiếp tục làm việc chung với nhau nữa. Và bây giờ ông ấy nhất quyết ông mời quân đội tới để ông giao lại quyền cho quân đội. Thế thì có thể nói rằng chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng về cái quyết định đó. Cho nên cái phản ứng hay là những lời khuyên đầu tiên của phía quân đội của chúng tôi đó, là nói với hai quý vị đó, dân sự đó, là thôi các quý vị cố gắng ngồi lại rồi dàn xếp với nhau đi. Chứ còn quân đội tụi tôi cũng chán ghế chính trị rồi. Thành như cứ nói đi nói lại cho tới đâu 12 đến 1 giờ đêm. Thì kết quả là chúng tôi cũng chẳng thuyết phục được hai ông thay đổi.
và họ nhất định họ từ chức giao lại cho quân đội. Thế tôi còn nhớ là ông thủ tướng Phan Huy Quát thì chắc ông mới thấy cũng khoảng mất thì giờ nữa đó. Thì ông ấy bảo một cái nhân viên của ông mang cái máy thâu thanh đó. Thế là ông ấy thâu cái bản tuyên bố của ông ta. À, chúng tôi từ chức và giao lại quân đội. Rồi cả ông Phan Khắc Xỉu cũng nói thêm vào đó thì phải. Nói tóm lại là vào khoảng 2-3 giờ sáng thì chấm dứt buổi họp, chúng tôi đi về. Thì với một cái quyết định của phía hai ông Xỉu và ông Quát là nhất định từ chức. Và bây giờ quảng gánh lại cho quân đội. Thế thì có mặt hôm đó thì có ông Trung Tướng Thiệu, có thể nói là người cao tuổi và cao cấp bậc nhất. Ông Thiệu nói với tụi tôi thì thôi ngày mai thì chúng ta phải họp lại để tính chuyện này chứ, bởi vì bây giờ là quyền của họ, quyền nghĩa là của cai trị đất nước là bây giờ lại và nằm ở trong tay quân đội rồi, thì chúng ta ngày mai phải họp để tính cái chuyện này. Đấy, thế thì ngày hôm sau chúng tôi mới họp ở bên chỗ Bộ Tư lệnh của Thủy quân Lục chiến đó. Thì trong đêm đó cũng gọi một số các anh em khác từ ngoài xa về. Xa đi về đông lắm. Thế nghĩa là ngày hôm sau cái buổi hội đó gần như là cái buổi đại hội của hội đồng quân lực, cũng cả 400-500 anh em đó, hình như tới cấp cả cấp sư đoàn hay là hình có cả các tỉnh trưởng thì phải, đông lắm, về các tư lệnh quân đoàn về hết. Thế thì ngồi ở trên màn chủ tọa đó, lúc đó là để mấy ông tướng ở tương đối là lớn tuổi và có lon như ông Trung Tướng Thiệu này, ông Trung Tướng Có này, ông Cao Văn Viên, ông Linh Quang Viên, ông Phạm Văn Triều hay là Phạm gì, Phạm Xuân Triều, cũng tưởng lúc đó ông Trung Tướng rồi hả, thì đó 5-6 người như vậy, gọi là trên màn chủ tọa đó. Thì ông Thiệu ông ấy khai mạc thì ông cũng nói cho tất cả anh em biết rằng đấy, cái quyết định của bên dân sự giao rồi, thì bây giờ là buổi họp hôm nay để chúng ta phải chọn một người cử ra làm thủ tướng để thành lập nội các. Thế thì sinh hoạt rất dân chủ. Thì khởi đi là có ai ra ứng cử không? Nếu không có ai ứng cử thì lúc đó sẽ đề cử, và rồi tất cả các anh em có mặt sẽ bầu. Thế anh thấy là sinh hoạt rất dân chủ. Và có thể nói bị sau này tôi nghĩ lại, thì đó là lần đầu tiên có một sự trao lại quyền hành mà không phải đảo chính giữa ông dân sự và ông quân sự. Thế thì cái mục đầu tiên, mục số 1 là có ai ra ứng cử không? Thì ông Thiệu hỏi đi hỏi lại 3 lần, không ai, không có ông nào thích ra ứng cử làm thủ tướng hết. Thế bây giờ chuyện tự ý ứng cử không thành rồi thì bây giờ tới chuyện đề cử. Thế có lẽ tôi thì trong lúc đó phải nói thêm là cái mà chúng ta vẫn nói là nhóm tướng lãnh trẻ, thì tức là tụi tôi này, tôi ngồi ở dưới, thì tôi ngồi chung với đấy cũng như là ông Hải Quân này, ông Nhảy Dù, ông Thủy Quân Lục Chiến và Nguyễn Ngọc Loan và một số Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Bảo Trị, toàn gọi là nhóm tướng trẻ cả. Thì nếu tôi không nhầm thì có lẽ tôi đứng lên, tôi đề nghị, bởi vì tới bây giờ là vấn đề đề cử mà. Thế tôi đứng lên, tôi xin đề cử Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Bởi vì lúc đó ông ta là lon cấp bậc là cao nhất, lớn tuổi nhất, và chúng tôi cũng nghĩ rằng ông ta thích làm chính trị. Bởi vì có một lúc ông ấy cũng tham gia nội các của ông Hương hay ông nào đó. Nói tóm lại là ở dưới này thì tụi tôi đề cử, người đầu tiên đề cử là ông Trung Tướng Thiệu. Thế nhưng mà lập tức ông Thiệu ông ấy từ chối.
Và tất nhiên như thường lệ là chúng tôi nói đi nói lại, thôi bây giờ chỉ còn có trung tướng thôi, trung tướng cố gắng. Nhưng mà nói hoài rồi thuyết tìm cách thuyết phục ông ấy để chấp nhận được đề cử thôi. Nhưng mà ông nhất định không chịu. Thế rồi không lẽ là cứ giằng co mãi thì chúng tôi lại ngồi phía dưới thì lại đề cử thêm một trong mấy ông ngồi ở trên bàn chủ tọa nữa mà. Thế tôi cũng không nhớ là đề cử những ai, nhưng mà chỉ biết rằng mấy ông mà sau đó được đề cử. Có đề cử ông Nguyễn Tấn Thi không? Nguyễn Tấn Thi lúc đó có đề cử. Không, mới đầu là đề cử mấy ông ngồi trên bàn đã. Cái đoàn đã. À. Cái nào lớn không? Thì là do ông nào cũng từ chức hết, từ chối hết. Thế rồi cuối cùng á, thì tôi nhớ rõ ràng là bây giờ lại tôi nữa, tôi đứng dậy, tôi bảo thôi bây giờ các quý vị niên trưởng đã từ chối hết rồi, thì bây giờ thế này, tôi chỉ anh ngồi bên cạnh tôi là Nguyễn Chính Thi. Anh bảo đây này, tôi đề nghị mà, đấy mà đấy, có ông anh Thi đây này, có ông này, anh này cũng thích chính trị, chính em lắm ấy. Thế đứng dậy thì để cho cái ông nhận đi đại khái như vậy. Thì ông Nguyễn Chính Thi cũng không tôi cũng lại quyết định từ chối. Thì là lúc đó thì là khoảng 12 giờ trưa rồi. Thì ông thầy bảo thôi bây giờ tạm ngưng họp để đi ăn trưa. Thì ăn trưa thì ở bên thủy quân, trong quân đội thủy quân lục chiến thì nó cũng để mấy cái bàn bánh mì với lại cà phê nữa mà. Thì mỗi người ra bàn lấy cái bánh mì, ly cà phê. Thì tôi cũng đi lấy một cái ly cà phê với cái bánh mì. Thế lấy xong rồi tôi đang đi ở chỗ hành lang này. Thì thấy ông Thiệu cũng đang đứng với lại 3-4 người anh em nữa. Thì ông Thiệu cũng thấy tôi, ông vẫy vẫy, vẫy tôi lại. Thì tôi mới đi lại cùng cái nhóm với ông Thiệu. Thì ông Thiệu cũng nói tôi, ông bảo này chứ ông bảo bây giờ ông cũng hay toa moa với tôi kiểu theo Tây ngày xưa không? Thì bây giờ đấy các anh em ấy chẳng ai dám nhận hết. Thế mà qua nói chuyện mấy anh em ở đây họ mấy anh em đều nghĩ anh làm được, thành ra tôi tính đề cử anh để anh thấy sao. Thế cái chuyện đó thì nó cũng hơi bất ngờ với tôi, nhưng mà lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gọi gì cả. Tôi chỉ có nói như thế này là bây giờ đằng nào đó là bây giờ cái quyền lực là nằm trong tay quân đội và bắt buộc chúng ta quân đội phải thành lập một chính phủ rồi. Đó. Thế thì bằng cách này cách khác chúng ta phải đề cử một người thôi. Thì nếu mà như trung tướng nói rằng các không còn ai muốn nhận nữa hay dám nhận nữa mà bây giờ các anh em nghĩ rằng tôi là có thể làm được, thì nếu mà các anh chỉ định tôi mà bảo như vậy thì tôi sẽ chấp nhận đó. Và tôi sẽ thi hành như là một cái lệnh của quân đội bảo tôi thi hành một cái nhiệm vụ thôi, chứ có cái gì mà phải suy nghĩ làm gì. Nhưng mà như vậy đó thì ok, để chốc nữa và họp lại thì trung tướng thử đưa vấn đề đó thì xem anh em nghĩ sao. Thế thì ăn trưa xong vào thì cái ông Thiệu ông nói luôn mà thôi bây giờ đại khái không có ai cả, thì bây giờ tôi thấy có anh Kỳ thế này rồi. Thế vừa nói cái là tất cả làng nước nó đứng dậy, mấy trăm anh nó vỗ tay ầm ầm, nó hoan hô. Thật ra đấy, sau này tôi nghĩ lại cũng không phải hoan hô, bởi vì họ nghĩ rằng ôi đây là tìm được nhân vật đủ bản lĩnh hay là đủ tài đức để xứng đáng và nhận cái trách nhiệm này đâu. Họ hoan hô bởi vì chẳng qua họ nghĩ ở đây có một anh mẹ để đưa đầu ra chịu bán ấy. Là cũng như là mấy anh tướng lãnh chính quyền lúc trước ấy mà, phải không? Ngồi là có thể vài ba ngày, một vài ba tuần, nếu có bị lật đổ là Nguyễn Cao Kỳ bị lật đổ, chứ còn chúng ta hiểu tư lệnh quân đoàn thì lại về quân đoàn, thì tư lệnh quân đoàn vẫn êm ấm, phải không? Chứ không phải nó hoan hô thôi để cho nó xong chuyện đi mà. Đấy, cái đất nước của chúng ta, cái thực trạng đó là như vậy. Cái chức vụ một thủ tướng mà coi như tôi cho anh ấy
chỉ để anh làm cho nó xong việc để chúng ta đi về, mỗi người có một nhiệm vụ hay là mỗi người có một trò chơi riêng của chúng ta ở nhà không ạ? Còn chuyện đất nước thì giao hết tất cả cho anh rồi. Đấy. Nói ra thì có thể nói là người ta sẽ cười chúng ta. Và tại sao mà một đất nước mà trong một cái gọi liên tục một của chính trị mà lại chọn những người lãnh đạo một cái kiểu như vậy? Tôi xin phép ngắt thì tôi ngắt. À? Như vậy cái nguyên nhân tại sao trước đó thì phải là đạo chánh để mà giành được cái chức đó. Bởi vì thứ nhất là bây giờ tất cả những ông gọi là thành danh hay chưa thành danh hay là đã có hiện có được biết tới ở trong lĩnh vực chính trị hay là lãnh tụ đã bị đốt cháy hết tất cả sau 2 năm lật đổ ông Diệm rồi. Đốt cháy hết rồi. Bây giờ còn ai nữa? Đó điểm thứ nhất. Thứ nhì là bây giờ họ mới thấy rằng ngồi chức thủ tướng bây giờ mà vậy, nhất là với cái lực lượng của ông Chí Quang, một cái bộ mặt ghê gớm như vậy, đằng sau anh nào cũng sợ hết. Đấy. Cái tình trạng thực trạng là như vậy ở miền Nam, nó có thể nói đến nỗi như về sau tôi phải nói thêm với những cái tài liệu mật của Mỹ đó, thì trong cái giai đoạn đó người Mỹ tính rút ra khỏi Việt Nam rồi. Họ đã bàn với nhau, những cố vấn của ông Johnson đã bàn nhau, để tôi sẽ nói thêm về chuyện nó sau này. Nhưng mà đấy để thấy cái tình trạng nghĩa là quân hồi vô phèn và rối loạn ở miền Nam nó tới như thế nào. Nó kinh khủng lắm, những người sau này hay là những trẻ con bây giờ nó không hiểu cái chuyện đó. Lúc trước thì chém giết nhau để có được cái ghế thủ tướng, bây giờ là những anh mà chém giết nhau hay thèm thuồng cái đó là bị đốt cháy hết rồi, phơi mặt ra hết rồi. Ai cũng nhìn thấy là các anh từ chính trị, chính em tới quân đội là toàn những người bất lực hết. Có thể không phải là bởi vì cái tài năng của họ nó quá tệ đâu, nhưng mà có thể bởi vì cái tình trạng quá khó khăn, quá khó đi. Anh một mặt bị đốt cháy hết, những người gọi là có tên tuổi trong chính trị, có khả năng chính trị. À, bị đốt cháy hết, một mặt là tình trạng càng ngày càng khó khăn, nhất là nghĩa là phía ở Bắc thì họ đã lợi dụng những cái đó cho xâm nhập, đặc biệt là tất cả những cái thành phần mà đấu tranh ở miền Trung là bị xâm nhập bởi cán bộ cộng sản miền Bắc hết đó. Rồi bên trong nội bộ thì miền Nam thì có những người không phải cộng sản, nhưng mà với những người như ông Dương Văn Minh và các đệ tử của ông ấy là những cứ gọi là thành phần thứ ba, rồi muốn trung lập với muốn thế này thế nọ. Thế thì thật ra thì cái chuyện đó nó cũng chẳng có gì là hại lắm đâu, nhưng mà nó chỉ có cái là nó hơi hoang tưởng, và đặc biệt nó cũng tạo ra là những thành phần chống đối để gây cái chuyện chia rẽ trong miền Nam. Đấy. Thế đấy là lý do mà không ai dám nhận nữa. Cho nên bây giờ được cái đề cử ông kia cũng không có gọi là lắc đầu từ chối cả. Thế là mọi anh em nó vỗ tay hết để thôi cho nó yên thân đi. Đấy, phải nói sự thật là đến như thế. Thế thì tất nhiên bây giờ người ta cứ viết thêm về cái chuyện là tôi có nói thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng mà để tôi về tôi hỏi ý kiến bà vợ tôi rồi. Thì cái đó là cũng tôi giỡn thôi. Bởi vì đã nhận định, biết là đã nhận là mà đã bị ý định như thế rồi, không thể từ chối được nữa. Thế nhưng mà đấy, ở cái chuyện đó sau này cũng nhiều ông ra cái đều chính trị chính em mà đứng đắn thì, không? Ông cũng bảo làm thủ tướng mà bây giờ cũng phải đi về hỏi vợ. họ không hiểu cái chuyện con người có lúc giỡn, có lúc đùa vẫn được gì đâu, cũng mang cái gì cũng làm cho quan trọng hóa, làm như là thủ tướng là phải nghĩa là đạo mạo, cả ngày không mở mồm như một tiếng chi hồ giả dã, nói ra là phải cắn một chữ làm bốn làm năm, cứ tưởng thế mới là đúng. Thành ra đối với tôi thì tôi khác hẳn họ, vẫn cứ tìm cách để mà chê bai và chỉ trích cơ mà. Nhưng mà dù sao thôi, đó là cái chuyện nhỏ. Thế đấy, đó là trường hợp mà làm sao tôi trở thành thủ tướng. Rồi về sau này vẫn có, ngay cả những tụi Mỹ nó cũng có một vài anh báo nó cũng viết rằng là tôi lên làm thủ tướng sau một cuộc đảo chính. Không bao giờ nó làm đảo chính còn nào đâu.
Mà có bao giờ tôi xin làm thủ tướng hồi nào đó. Mà chưa bao giờ tôi vận động, mà chưa bao giờ tôi thuộc một đảng, một nhóm nào hết cả. Để mà gọi là đấu tranh, để mà lách, để mà đi kiếm được cái chức vụ đó đâu. Thế thì, thế đấy, đấy là 100%. Rất nhiều anh em còn sống bây giờ là chứng kiến và có thể chứng minh được cái chuyện đó là tôi bị chỉ định để làm. Mà phải nhắc lại nữa là không phải về anh em quân đội nó nghĩ là tôi là người giỏi nhất đâu, tài cán nhất đâu. Không có ai, cứ để anh này chết sống kệ anh. Thẳng là như vậy.